Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp đoàn công tác Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khâm Phan Buôn Pha Khôn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn. Cùng dự có Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng cho biết chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng của Đoàn Tòa án nhân dân tối cao Lào tại thời điểm này là rất ý nghĩa khi hai nước đang hướng đến kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện. Chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác, gắn bó giữa ngành tòa án hai nước mà còn trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử, đặc biệt hơn khi hai nước đang tích cực cải cách tư pháp, trong đó có cải cách về công tác tòa án các cấp cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo thành phố đà nẵng phó chánh án tòa án nhân dân tối cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào khâm phan buôn pha khôn khẳng định các chuyến thăm làm việc giữa lãnh đạo thành phố đà nẵng và các địa phương lào đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hai bên phó chánh án tòa án nhân dân tối cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hy vọng ngành tòa án đà nẵng và lào sẽ có những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích và học quý báu để nâng cao hoạt động ngành tòa án của hai bên và bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị của hai nước việt nam và lào ngày càng tốt đẹp và mãi mãi bền vững